Bữa nay thì đến tiếp nối chương trình yêu hương ha mọi người. Thì bữa nay có một anh đến từ Hậu Giang. Đó, thì đứng trước mặt khán giả muốn tìm vợ để Tết này hai chồng đi chơi cho nó vui nè. Đó thì anh tên gì, anh giới thiệu tên tuổi anh Thêm ơi. Mình tên Thêm, Lớn lên, nói chuyện lớn lên. mình tên Thêm, Chuyện lớn lớn ra chút nữa. mình tên Thêm Ờ. ấp dòng B thì xã xã xã, xã Lợi, Nói chuyện bình tỉnh thường Hậu em đừng Giang. có rung rung, mà nói có vợ gì rồi rung rồi sao mà làm ăn gì được. Rồi nghề nghiệp anh làm gì? Chạy xe ba gác không hả? Chạy xe ba gác ha, rồi anh Him ba gác ha, ba gác ha. Là anh mình không có làm ruộng vườn cho hả anh Him? Không, không có ruộng vườn gì hết trơn. Rồi, cái anh hồi vợ lâu chưa? Thôi năm nay 18 năm rồi. 18 năm mà. Rồi trong 18 năm đó anh có quen ai không hay là để nhịn đói? Có chứ, rồi nói không có đâu đâu được, Có ha. cũng phải có bà này bà kia chứ sao không có được, Nhưng mà không có hành hay gì. không không có thành với ai chứ. Cũng như quen xong rồi Rồi vài tháng rồi đi đi hay gì? vài tháng, khi 5-10 tháng rồi chia tay. Năm 10 tháng là chia tay ha, Rồi mà sao chia tay kỳ á? người ta thấy mình nghèo quá người ta chia tay với mình chứ sao giờ. Thấy nghèo quá hả? Mấy bà kia cỡ tuổi anh không hay là Nhỏ hơn. nhỏ hơn ha? Thì ở nhà mình có đất ruộng gì không? Không, mình nói ngay, mình sống lúc mà có vợ, bên vợ có nhà có cửa, rồi đi lúc thôi vợ rồi mình trả lại hết tất cả rồi ra mình không à. Trả lại hết tất cả là mình đi mình không Rồi ha, mình không, rồi giờ mình sống ở nhà trọ không à. ở nhà trọ Rồi mình nói gì. ha. Rồi mình có điểm mạnh gì không, mình có cái ưu điểm gì không? Có lắm, như mình chạy xe mà hàng ngày mình sống vậy đó. Anh bây giờ anh thích những cái người phụ nữ thì sao nè, anh nói thử coi. Thích người đó mà phải về phải hiền hậu đồ được một chút gì, có cái tâm mà được rồi, Mà đẹp hay xấu? cũng vừa vừa cũng được nếu mà có đẹp nữa chịu nữa. Đẹp nữa thì chịu á, đẹp nữa thì ngon hả? Rồi anh có nhậu nhẹt gì không, hút thuốc gì không? Có à, hút hút và hút hay go không à, nha không nổi trước à. Cũng Đó ngon giờ ha. từ hồi giờ, thôi vợ giờ là hút hút thuốc hút hay go không à, chứ không hút thuốc thuốc dởm. Hút 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 hay go ha. Rồi từ Rồi đó giờ có biết nhậu không? nhậu á gì biết, cũng như lâu lâu á gì mấy mấy nhậu lần vậy đó, cũng như là bạn bè á, bạn bè gì ít lắm, nói ngay anh em á thì đám tiệc á gì anh em kéo về nhau gì nhậu Rồi anh được mấy người con? được hai thằng. Hai thằng trai lớn chưa? Thằng 28 tuổi, thằng 21 tuổi, có vợ hết rồi, còn thằng có vợ anh thằng, còn thằng nó đang Rồi làm cho Bình Dương cho anh đi kiếm vợ gì con biết không? nó không biết mà nó không, không vợ nói, tại vì nó không biết cha nó khổ với mẹ nó là lúc đó tới giờ cha nó quen ai quen gì Cũng ở như biết cha không có vợ cũng buồn ha, vậy. muốn kiếm người về để tốt xịt xịt chơi. Chứ gì kiếm mà được bà nào về tối ủ hỉ rồi chứ giờ khi nói nghe tôi cũng không cần giàu nữa, tôi cũng có người mà vừa với mình thì được rồi, thì sống với mình là về tối ủ hỉ với mình được rồi. Cũng như bây giờ anh gặp cái người phụ nữ đó, cũng như giờ đối diện với anh đi, anh nói chuyện rồi anh chọc làm sao? Sao Cũng như anh nghĩ là tụi em phụ nữ đi, rồi cũng như anh nói chuyện anh chọc đó, anh chọc kiểu làm sao? anh hỏi như là em có thương anh không? Còn sao nữa, ông có này mình tỏ tình thiệt, tại vì lúc đó thì nữa anh cũng phải tỏ tình thôi à. Thì anh cũng 18 năm nay là anh vợ anh không còn nữa, thì anh cũng quen người Lúc khác là anh đầu cũng á phải mình chọc chọc chứ. cái gì, mình hỏi ý ý ta, cái tình của người ta coi có thương mình hả là không, À nếu mà mà thương mình nói gì mình thương lại, nếu mà người ta không thương thì thôi chứ sao giờ. anh hỏi ý sao nè, đâu anh tỏ tình cho mấy chị trên đây chỉ coi chứ nghe coi được không? Nói ừ em ơi em có thương anh không, nếu mà thương á được về làm bạn với anh, Làm bạn hay làm vợ? Làm bạn khác, làm vợ không khác à? là sau này làm bạn trước rồi sao mới làm vợ chứ, để mình tìm hiểu với nhau. Nhưng mà anh muốn vợ là ốm hay mập hay là lùn hay là Bây cao? giờ mình nói ra gì cũng tội nghiệp mấy người mập mấy người ốm,
người nào là vừa ý với mình là mình chịu rồi, chứ mình không không kén chọn gì chứ. Không kén chọn cũng như là ai là cũng được chứ ha. Ừ. Chứ bây giờ mình kén cái người ốm á, cũng tội nghiệp người ốm. Mà kén nói chung mình cũng phải đặt ra cái tiêu chí để cho người ta biết, để cho người ta biết. Ừ. Không bây giờ ốm. Nhiều khi hơi tròn quá thì mình bọc không nổi thôi. Đó. Không không thua gì chứ. Không thua ha. Ừ. Cái đó mình không kén người nào hết chứ. Về giống như mình vừa ý với nhau là được rồi chứ rồi đâu có kén chọn gì. Vừa ý là được rồi ha. Ừ. Rồi là tính là hồi nữa nếu mà có được một người hương đó rồi anh có thể là anh cho ý kiến biết là mình đi phán bao nhiêu, làm đám cưới bao nhiêu bàn mà mình cho bao nhiêu tiền không anh? Không, cái này đó mình nói ngay là mình cũng nghèo khổ quá, mình cũng chưa có được phần đó. Chừng nào nếu mà mình coi cái người đó được thì sau đó mình mới kêu mới nói được, mới nói tiếp được ha. À, chứ giờ mình khổ mà mình đâu có tiền có bạc gì đâu để mình làm đám. Yeah. Nói chung thì anh Thêm thì cũng muốn kiếm một người cũng cùng trang lứa thôi, cũng hiểu cái hoàn cảnh của ảnh đó, thì ảnh chạy xe ba gác, mình chạy xe vậy ngày mình kiếm được khoảng bao nhiêu tiền anh? Nói ngay ra hồi 3 năm về trước á, chạy ngày có khi 1 triệu mấy. Mà ngày nào khi mà bèo nhất là 700 ngàn là về ngày đó là tôi ghen vậy đó. Rồi giờ từ 3 tháng mấy nay nè, trời cái gì đâu mà nó ế ẩm gì quá trời không biết nữa. Rồi lúc là công an nó lúc này là công an nó bắt nữa. Thấy thôi rồi cũng ngưng chạy đó. Mới chạy lại ở đây rồi người ta điện về kêu chạy rồi đó. Rồi từ hồi lúc mà vợ anh chia tay với anh đi tới bây giờ đó anh quen được mấy người rồi? Nó ngay cũng khoảng 2-3 người rồi. Người mà quen rồi nó ngay ra cũng không có thành. Ta chê mình nghèo rồi đâu ai. Mình quen được bao lâu? Người quen 5 năm mấy không? 5 năm mấy chắc cũng có gà gử rồi ha. Có không? Nói ngay là có nói như mình sống về mình đó là cũng như thuộc về làm bạn thôi chứ chưa được gọi là vợ đó. Tìm hiểu 1 năm trời mà cuối cùng người ta không có đồng ý ha, ta chia tay ha. À. Chia tay lúc đó là buồn không anh Thêm? Buồn chứ. Buồn ha. Buồn ở khi mình nằm ở đó, khi giấc tối mà về đi làm về giặt đồ giặt đạc, nấu cơm nấu nước mình ăn. Rồi cái mình bắt phim nhờ bắt phim rồi mới kéo ba này la ra coi bây giờ mới biết. Rồi lúc đó anh có năn nỉ không là anh bỏ luôn? Không, người ta không thương mình thôi mà giờ năn nỉ người ta nó cũng vậy thôi. Yeah. Bây giờ là quyết định là lên đây để kiếm người mới ha. Kiếm người mới coi người nào mà có để ý thương mình được không, thương mình về. Kiếm này là làm vợ. Kiếm được rồi là có giận hờn cũng phải năn nỉ. Dễ vậy. Ừ. Nói ngay tôi cái gì vụ đó, cái vụ vợ là tôi thương vợ lắm. Mình năn nỉ cho nó. Nhưng mà anh muốn kiếm mà ở nước ngoài hay Việt Nam? Không, nước nào cũng được chứ chỗ nào yêu cầu có người ta được rồi. Chỗ nào có hơi là được ha. hơi đàn bà được rồi. Có hơi đàn bà được ha. chắc anh bắt hơi nhanh lắm nè. Hơi đàn bà được rồi. Không, anh biết bắt hơi gì là ngon đó. Chứ đừng nói hô, mình nói quá được cũng tội nghiệp người đàn bà người ta. Vậy là mình có hơi là chịu. Ừ, có hơi là chịu. Nhìn anh là biết bất hơi nhanh này. Rồi vậy là cũng quen 2-3 người hết anh Thêm. Ờ, nói ngay ra mình cũng có sống vậy đó, rồi người ta cũng thấy mình nghèo khổ quá. Lúc đó là hai người ở chung thôi. Cũng như là mình ở nhà trọ đó, lâu lâu người ta lợi chơi vậy thôi. Rồi cũng sống đó rồi chừng 2-3 tháng người ta cũng về nhà. Cũng như là có ở chung ha. Có ở chung vậy đó. Ở chung rồi không hợp rồi mình thấy mình nghèo quá rồi ta chê mình. Chê nghèo ha. Chê nghèo. Lúc đó chạy xe gác 1 triệu mấy mà chê gì tại. Ừ. Tháng 3 mấy triệu rồi. Tháng 3 mấy triệu. Không, nói ngay cũng có làm ăn thất bại á, hồi năm rồi đó. Anh làm gì? Lúc đó nói ra nói động chạm tới luật pháp thôi. Nói ra cũng có làm ăn đó, rồi cái hay thất bại. Ừ, thất bại ha. Ừ. Rồi thất bại rồi bà thấy không tiền bà bỏ ha. Rồi giờ nữa anh, trên đây có cái chị nào chịu à, anh ở ghế hay là rước dâu?
muốn sao cũng được, muốn về dưới sống mình ở mướn nhà trọ cũng được, mà nếu mà người ta có nơi có chỗ mình về nhà cho người ta sống cũng được. Anh giờ anh cao 1m mấy? 1m62. Người nặng nhiêu ký? 51 ký. 51 ký ha. Lúc trước rồi tới 54-55 ký lận, người thức đêm thức hôm coi ba cái này nuôi nó có ăn uống được. Có chấm cái chị nào chưa? Chưa. Không, chị nào tôi có yêu cầu có được rồi. Chấm chị nào ha? Chưa. À, anh có chọn cái từ cái độ tuổi từ bao nhiêu tới bao nhiêu không? Không, cơ giờ có 50 giờ trở lên cũng được, mà 50 mà chờ đổ xuống 4 mấy cũng được. Tôi mình không có kén chọn gì chứ. Anh nãy là 54 ha? 55. 55. Không kém là chậm. Từ 55 trở xuống hay gì? 55 trở xuống rồi 55 trở lên. Nói chung là anh không có quan cân trọng với tuổi tác ha. Lớn hơn mình 2-3 tuổi, 3-4 tuổi không ăn thua gì chứ. Có 60 sao mấy được luôn ha. Không có 6 mấy gì nó lớn mình quá rồi. Sợ nó yếu ha. Ừ, tại vì nó không xứng á. Vậy là từ từ 60 trở lại. Như giờ là anh chịu 70. Anh ở nhà riêng ha. À. Vì thì anh chạy xe ba gác thì vợ thì nấu cơm. Mình chạy vậy là cũng khoảng tới 5 giờ chiều mình về phải không? Không, mình muốn chạy giờ nào mình chạy à, tại vì cái mình có cho số điện thoại người ta đó, người ta điện. Người ta kêu giờ nào đi giờ đó ha. Chứ mình không hứa được, có khi mình chạy tới khi tôi chạy tối ngày tôi không ăn hộp cơm, chỉ là uống ly trà đá đường mua bọc đó bỏ vô cho bọc tôi uống thôi. Thì tối ngày ở ngoài đường đó. Và khi tối ngày không cầm chiếc xe chạy cái gì chứ. Có khi thì ở nhà nguyên ngày. Có chở gì điện phi cũng chạy nữa. Ừ, có khi ra đi bắt đất dĩ mà người ta chạy xe ban hôm ban đêm nữa. Xe khi mà mấy người chết rồi đó. Rồi mình chạy mình cũng làm phước người ta thôi. Mình cũng lấy cái tiền xăng thôi, xa cỡ nào xa mình cũng lấy cái tiền xăng à. Chứ mình, ha. Mình làm phước người ta mà. Những người mất ha. Ừ. Chứ không phải mình nói để mình chờ mà cái người ta bị tai nạn với mình lại mình ăn cắt cổ người ta, không có tôi không ham đâu. Mình sống cái gì mình cũng có cái tâm mới được, chứ mình không có tâm mình sống sống cái gì cũng chừa cái đức cho con mình chở ngày sau. Là con này hay là con lớn rồi hay là sau này là con lớn chứ không phải con sau này nữa ha. Con này sau này chắc chưa chắc thì có con đâu. Lớn tuổi hết trơn sao có con, như kiếm người đã về làm bạn ngủ hỉ vậy thôi. Nương tựa ha. Nương tựa thôi. Mà tướng anh cũng còn ngon với bộ cao ráo. Tóc có nhộm không hay là nó đen vậy? Không, tóc đâu nhộm đâu. Không nhộm ha. Mình đồ đó giờ sao để vậy chứ mình không có làm cái gì. Rồi cái tánh anh có cọc cằn gì không? Không, người nói ngay cọc cằn gì cũng có chứ không có, mà có cọc cằn là mình chút xíu à. Là ngoài rồi. Chứ không phải như người ta mà dai. Rồi có chiều chuộng vợ gì không? Không, mà có vợ gì nó ngay thương vợ lắm à. Nói trước sao đâu nói chứ được không? Vợ về mà đồ đạc không giặt cũng để mình giặt cũng được nữa. Chén bát cơm nước thì bây giờ về mà không nấu mình nấu cũng được nữa. Ngon vậy đó. Ừ. Đã rồi. Dữ ha. Không có nói không có nói ba mấy vụ đó, tại vì cái đó như mình thương vợ mà đồ mình giặt đâu có mấy hồi mình đàn ông mà. Chịu luôn ha. Giặt chút xíu là rồi mẹ rồi ba bao nhiêu 5-6 bộ đồ có giặt chuyện 5-10 phút chứ nhiều. Hương cũng hương vợ dữ à. Rồi từ ấy giờ là anh chỉ có chạy xe ba gác thôi chứ rồi anh có đam mê cái gì không? Không, nói ngay là không có xuống thích mời à, mời xuống thích à. Giá nào cũng phải mua chứ. Cho kiếm tính đổi đời ha. Khi nó ngay ra. Ngày á khi mua mười mấy tờ 7-8 tờ, 5-6 tờ chứ. Rồi kiểu mà nó mình sống ở đó nó quen biết quá, người này kia đó. Người kia tiếp hai tờ hoài vậy đó. Tới chiều lại cái gom lại mười mấy tờ. Rồi anh có ca hát gì không? Không. Biết ca không? Biết mà không ca.
Anh biết ca thế anh làm một đoạn cho các chị chỉ nghe đi, mình không làm mình đoạn giao thôi. Như giải thôi, trí thôi. Thôi thôi mình làm đoạn cho mấy làm chị đoạn thôi. Thôi nghe, em tại vì bây giờ những chị lớn tuổi ta cũng thích nghe hát em, này kia rồi đó. Em ca không biết ca. Không mình ca một đoạn thôi. Thôi. Ca cổ mà nhạc. Thường thường là ca cổ mà nhạc. Không, em không biết ca đâu. Hả? Thôi. Mắc cỡ hay gì? Thôi ngại ngại à. Rồi nè, bây giờ nè, anh có cái lời gì đứng trước một người phụ nữ đó. Ừ. Thì anh muốn nói gì để cho người ta chọn anh đó. Anh nói đi. Thật lòng nha. Nói mà nếu mà người phụ nữ nào mà về mà thương được mình đó, mình cũng cũng thương lại lắm. Mình cũng không có mà hẹp hòi gì chứ. Anh không hẹp hòi gì hết trơn. Anh thương vợ lắm. Nói ngay cái gì chứ về nấu cơm nấu nước mà không nấu anh nấu được nữa. Ừ. Chặt đồ giật đạc anh cũng giật dùng luôn cho cũng đừng nữa đã vậy đó. Ừ chứ anh cũng không nghĩ mà mấy cái chuyện đó đâu có chuyện mà giật giật đó đâu không thua gì không nhầm gì chân ha. Ừ không làm động tay đâu ha. Ừ mười giờ mà không cũng phải làm chứ phải nấu cơm uống nước rồi ha. Ừ có lúc nào mà không không có ấy đó không không rảnh rỗi thì cũng ra làm chứ. Ừ. Rồi thôi thì qua chương trình này thì tụi em sẽ đăng lên rồi có ai mà ngỏ lời với anh á thì tụi em sẽ cho anh hay ha. Rồi lên chương trình cho anh thấy mặt người đó ha. Rồi anh là chào khán giả nha. Chào khán giả.